Xin chào các bạn, cô là cô Hồng Biên và đây là cô Trang. Xin chào các bạn, hôm nay cô Biên và cô Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn làm vòng bằng lá phai mi nhé. Các bạn cùng xem nhé các bạn. Các bạn ơi, các bạn xem đây là gì nào? Đây là lá khoai mì, ở miền Bắc còn gọi là lá sắn. Phần lá khoai mì có hai phần, một phần lá và một phần cuốn lá. Muốn làm được chiếc vòng đeo cổ, đầu tiên chúng ta lấy phần cuối của cuốn lá nè. Chúng ta dùng ngón tay chúng ta bẻ nè, mình xuống để mạnh xuống một đoạn. Chúng ta nhớ chúng ta kéo xuống nhẹ để đừng cho đứt cái phần vỏ lụa phía bên ngoài nha các bạn. Rồi phần bên này chúng ta cũng bẻ xuống, chúng ta kéo nhẹ nhàng xuống. Nhớ chúng ta nhẹ nhẹ thôi, đừng để làm đứt cái vỏ bên ngoài là chúng ta không làm được chiếc vòng đeo cổ nha các bạn. Khi các bạn bẻ thì chúng ta bẻ các đoạn này cho bằng nhau để chiếc vòng đeo cổ cho mình thật đều và đẹp. Và cứ thế các bạn cứ bẻ xuống, làm kéo nhẹ nhẹ nhàng xuống dưới đến phần tới phần lá luôn. Các bạn đến phần cuối cùng cuốn lá nha các bạn. Rồi, còn cái phần lá dài phía dưới phần các bạn ngắt bớt mất. Đúng rồi, ngắt bớt các lá, nhớ khi ngắt chúng ta phải ngắt các lá cho đều nhau nha các bạn. Khi xong chúng ta nè, có hai sợi dây này chúng ta chưa kết lại được. Bây giờ chúng ta muốn kết lại được thì chúng ta phải dùng cái tăm. Cái tăm các bạn nhìn xem, chúng ta phải bẻ bỏ hai phần đầu nha vì nó rất là nguy hiểm, nên bẻ hai phần đầu nhọn ra rồi chúng ta sẽ bẻ một đoạn kế tiếp để chúng ta kết lại sợi dây lại cho của mình. Đây chúng ta ghi một đầu vô tầm và một đầu kia, còn lại chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta ghim. Rồi các bạn ơi, cô được một chiếc vòng cổ thật là xinh xắn rồi này, coi nè các bạn. Rồi bây giờ để cô đeo cho cô Trang nha. Bây giờ cô Trang có một chiếc vòng đeo cổ thật là đẹp rồi nè. Rồi để tiếp tục thì có một vòng đeo cổ, bây giờ cô cũng có muốn một chiếc vòng đeo tay nữa. Bây giờ muốn vào vòng đeo tay như thế nào? Bây giờ các bạn cùng xem cô làm vòng đeo tay nha các bạn. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm vòng đeo tay nhé. Cách làm cũng như là vòng đeo cổ luôn nha con. Hai ngón tay nè, của hai bàn tay chúng ta phải ngắt một đoạn nè, để xuống một đoạn. Rồi chúng ta sẽ kéo nhẹ xuống, nhớ chúng ta kéo đừng có làm đứt cái vỏ lụa phía bên ngoài nha các bạn. Rồi, bên kia cũng vậy, chúng ta bẻ và chúng ta kéo xuống. Khi bẻ chúng ta bẻ lưu ý là bẻ các đoạn này cho bằng nhau để chúng ta có một chiếc vòng thật là đẹp. Cái vòng đeo tay thì chúng ta chỉ lấy một bên thôi, chúng ta lấy của một bên của một phần dây thôi. Rồi phần này chúng ta sẽ cũng dùng tăm, chúng ta vẫn bẻ hai đầu nhọn bỏ nha các bạn. Và cô bẻ một đoạn của tăm, cô sẽ nối hai đầu của chiếc vòng lại. Rồi, cô Trang đây cô Bi sẽ đeo cho cô Trang nha. Rồi chúng ta ghim nối lại. Cô Trang được cái vòng rất là xinh nha các bạn. Các bạn ơi, khi mình chơi mình nhớ đến nhà ông bà nè, cha mẹ hoặc là anh chị của mình hái cho mình những cái lá khoai mì như vậy để tránh mũ qua mà rơi vào mắt của mình rất là nguy hiểm. Rồi còn tăm á các bạn, tăm chúng ta có cái tăm có hai đầu nhọn, mà khi chơi chúng ta phải bẻ bỏ hai cái đầu nhọn này bỏ đi, cũng rất là nguy hiểm.
Và các bạn ơi, cô hy vọng các bạn ở nhà làm được những chiếc vòng đeo cổ và đeo tay như thế này thật là đẹp, thật là dễ thương. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Xin chào tạm biệt các bạn.